Hôm nay tôi xin cùng chia sẻ với các bạn cách nấu canh tôm và su su và củ cải trắng, có người gọi là cải Đà Lạt. Và kế tiếp tôi đổ vào nước suối tôi đã nóng sẵn rồi. Và khi nước bắt đầu nóng lên thì tôi cho củ cải trắng vào trước, bởi vì cái loại này nó lâu chín hơn. Và cái chất tươi cho su su vào sau, bởi vì cái su su này nó màu chín lắm. Nếu các bạn thích nấu chín hơn thì các bạn đậy nhung, còn nếu muốn cho nó giòn thì chúng ta hãy mở cái nắp ra. Và tôi cho một cái bao gia vị vào, trong đó nó gồm có vỏ tôm, thân của cải bông trắng, hành lá, gừng và sả tươi để cho cái chất ngọt nó ra và cái hương vị. Và tôi cho thêm một chút xíu nước suối đã nấu sôi sẵn rồi. Và tôi cho một ít muối biển, tại vì có người không ăn mặn được. Nếu chúng ta muốn ăn mặn thì chúng ta cho nước mắm vào sau. Và nếu các bạn muốn cho nó ngon hơn nữa, một số các bạn nấu và một số các bạn hấp nó lên, nó rất là ngon. Và đây là cái cách mà tôi làm cho con tôm nó không có bị dai, giống như là dây thun vậy đó. Bởi vì cái con tôm này nếu chúng ta nấu lâu quá thì nó sẽ dai lắm. Tôi chỉ trụng qua cái nước cốt của canh cho đến khi nó cái màu nó hồng hồng đỏ đỏ ở ngoài. Còn ngon hơn nữa thì các bạn hấp nó lên, nó vẫn giữ cái chất ngọt. Và khi chúng ta dùng canh thì chúng ta cho nó vào sau. Và nếu các bạn thích thì các bạn cho một ít cà chua cho nó có cái vị ngọt của nó. Và tôi cho nước cốt vào để cho nó ngấm vô trở lại, và tôi tắt cái lửa đi. Nếu chúng ta nấu lâu quá thì nó sẽ mềm. Và tôi hy vọng cái băng này có hữu ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã coi. Các bạn hãy cho tôi cái like và đăng ký